Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dòng chảy cuộc sống của kênh VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, sau sốt đất cục bộ ở một số địa phương thì hiện nay dòng tiền trên thị trường bất động sản có xu hướng trở về phân khúc truyền thống, đó là căn hộ chung cư và nhà phố. Tháng 5 vừa qua, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng tới thị trường bất động sản khá nhiều, đặc biệt là phân khúc đất và đất nền. So với tháng 4, lượng người quan tâm đến đất giảm tới 19%, trong đó giảm mạnh nhất là Bắc Giang 49%, Bắc Ninh và Hà Nam 46%, Vĩnh Phúc 38%, Đà Nẵng 36%, Quảng Nam 35%. Ngay tại Hà Nội, đất và đất nền vốn là loại hình bất động sản có lượng quan tâm hàng đầu, nay cũng quay đầu giảm tới 19% so với tháng 4. Thành phố Hồ Chí Minh giảm ít hơn, chỉ 6%. Trong khi đó, loại hình căn hộ chung cư gây chú ý khi lội ngược dòng với mức tăng ấn tượng ở cả thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, căn hộ chung cư là loại hình được quan tâm nhất khi tăng đều ở cả 3 phân khúc, cao cấp, trung cấp và bình dân, với mức tăng lần lượt là 16%, 14% và 11%. Giá giao bán chung cư gần như không có nhiều thay đổi. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ chung cư tiếp tục là loại hình bất động sản thu hút sự quan tâm và có mức giá tăng đều duy trì qua nhiều tháng. Trong tháng 5, giá căn hộ thành phố Hồ Chí Minh tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và lượt quan tâm tăng ở cả 3 phân khúc, cao cấp, trung cấp và bình dân so với một tháng trước đó. Thưa quý vị, giá thịt lợn hơi nhiều khu vực hiện giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng mỗi kg, tương đương với từ 5 đến 7% so với tuần trước, xuống còn ở mức là từ 60.000 đến 68.000 đồng, thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Theo đó, giá thịt lợn hơi tại miền Bắc hiện xuống từ 66.000 đến 68.000 đồng một kg. Cụ thể, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình đang cùng giao dịch tại mốc 68.000 đồng một kg. Còn Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Bắc Giang, giá thu mua chỉ 66.000 đồng một kg. Miền Trung, giá cũng giảm thêm 2.000 đồng so với tuần trước, về mức 66.000 đến 67.000 đồng một kg. Trong đó, thấp nhất là Bình Định, Đắk Lắk với giá chỉ 65 đến 66.000 đồng. Với khu vực miền Nam, giá bán chỉ từ 69.000 đồng hôm 1 tháng 6 xuống còn 65.000 đồng ngày 14 tháng 6. Đặc biệt, với thịt loại 2 giá chỉ còn 60.000 đồng một kg. Theo thống kê, đầu tháng 6, giá thịt lợn hơi loại 1 về chợ ở mức 68.500 đồng một kg, nay còn 65.500 đồng một kg, giảm 3.000 đồng mỗi kg. Còn với hàng loại 2, từ 63.000 đồng xuống còn 60.000 đồng một kg. Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm giá thịt lợn hơi về chợ ở mức 60.000 đồng một kg. Không chỉ giá thịt lợn mà giá muối cũng hạ, cùng với đó là ít người mua. Tình trạng này kéo dài từ năm ngoái đến năm nay đang khiến cho hàng trăm hộ diêm dân ở đồng muối Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn. Đi tìm giải pháp cho đồng muối được ngành nông nghiệp và thị xã Đức Phổ đề cập khá nhiều. Thế nhưng lượng muối làm ra do thị trường điều tiết nên vấn đề đặt ra hiện nay là tìm nguồn tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm cho diêm dân. Tuy nhiên, điều này vẫn là bài toán khó. Quốc lộ 1 đi qua đồng muối Sa Huỳnh, nhiều đồng muối phủ bạt, lẽ ra số muối này được tiêu thụ trong mùa đông năm ngoái, nhưng do giá thấp và ít người mua nên vẫn còn lưu trữ tại đây. Còn trên đồng, muối được sản xuất trong năm nay cũng rơi vào tình cảnh cũ, cũng phủ bạt chờ người mua, diêm dân lo lắng vì giá muối thấp kéo dài. Năm ngoái nó tồn nhiều lắm, năm ngoái làm con năm ngoái bán không được, nó còn tồn lại nó rẻ quá. Rồi năm nay nó kêu lên mùa lên nó cũng rẻ nữa, rồi nó cũng tồn lại đó. Rồi cuối cùng bây giờ nó che đen che trắng gì không mùa, bây giờ nó cũng tồn qua đống đống lần kia luôn. Diêm dân sống nhờ đồng muối, giá muối thấp và ít người mua nên tồn đọng, và giờ bước vào vụ muối mới, tình hình cũng không cải thiện khi giá muối xuống thấp. Thời điểm này, giá muối chỉ khoảng 600 đến 700 đồng một kg, người làm muối không đủ tiền lo trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình. Muối á là nó mình là tồn kho tới 3 năm lận, chứ không phải là 1 năm. Mà tồn kho là bữa nay là được 2.800 bao á, 2.800 bao. Mà cái lượng muối do mình là không bán là do là nó thấp quá. Cứ sau mỗi đợt thu hoạch, những đồng muối lại nhiều hơn, chưa biết đến khi nào giá muối mới nhích lên để giúp người dân bớt lỗ chi phí, đảm bảo được cuộc sống. Nhiều chủ ruộng lo ngại, vụ muối mới, nếu tình hình giá muối liên tục xuống thấp như thời gian qua, họ sẽ không trụ nổi với nghề.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết, tính đến nửa đầu tháng 5 năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 39,4 triệu đô la Mỹ, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, giá trị xuất khẩu sang Hà Lan giảm 21,7%, Tây Ban Nha giảm 33%, Đức giảm 50,8% và Bỉ giảm 38,2%. Như vậy, 3 năm trở lại đây, giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang EU vẫn chưa thể thoát khỏi mức tăng trưởng âm, ảm đạm. Hiện nay, phần lớn sản phẩm cá tra xuất khẩu sang EU là sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh, trong đó Hà Lan là thị trường xuất khẩu lớn nhất của doanh nghiệp cá tra Việt Nam. Đây cũng vẫn là thị trường nhập khẩu sản phẩm cá tra, giá trị gia tăng lớn. Ngành thủy sản đang có sự tăng trưởng ấn tượng sau một thời gian dài trồi sụt. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang lỗ vì phải gánh hàng loạt các chi phí mới phát sinh. Thậm chí càng ký nhiều đơn hàng vào thời điểm này thì doanh nghiệp lại càng lỗ. Nguyên nhân lỗ là do chi phí doanh nghiệp đang phải gánh tăng chóng mặt. Trước đây, một ngày doanh nghiệp thu mua khoảng 400 tấn thủy sản để chế biến, nhưng khi có dịch COVID-19, lượng tiêu thụ biến động, các kho đông lạnh khan hiếm khiến chi phí tăng nên doanh nghiệp chỉ dám gom khoảng 200 tấn. Ngoài ra, hàng loạt chi phí khác như cước vận chuyển, chi phí lưu container tại cảng, trang thiết bị y tế để phòng tránh dịch COVID-19 phát sinh thêm đè nặng doanh nghiệp. Trước đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh xem xét không thu phí các loại phí phát sinh liên quan đến cảng biển, trạm BOT ít nhất là cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và đồng thời điều chỉnh giảm mức thu. Bất chấp khó khăn của dịch COVID-19, ngành da giày vẫn đạt mức tăng trưởng hai con số xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã có đơn hàng dài hạn. Chủ tịch Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam Nguyễn Đức Thuấn cho biết, đơn hàng da giày túi sách đang dịch chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều. Đây cũng là thời điểm cơ hội để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kết nối lại các chuỗi cung ứng. Dù tình hình sản xuất, kinh doanh của tất cả doanh nghiệp trong ngành chưa phục hồi như trạng thái bình thường trước kia, nhưng nhìn chung, nhiều doanh nghiệp giữ được phong độ và vượt qua khó khăn, tận dụng tốt thị trường. Tại tâm dịch Bắc Giang, bên cạnh việc nỗ lực dập dịch COVID-19, địa phương cũng đang nỗ lực đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại khi đủ điều kiện an toàn. Theo đó, Bắc Giang đã thành lập 35 tổ công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để có cơ sở quyết định cho sản xuất trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, thì nhiều doanh nghiệp đã sớm đăng ký xây dựng phương án hoạt động trở lại và sẵn sàng cho việc đón công nhân tái sản xuất. Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Du Feng là doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa SPC và sàn gỗ nhựa VFPC. Do dịch COVID-19 bùng phát trong các khu công nghiệp, kể từ ngày 10 tháng 5 đến nay, doanh nghiệp đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên, do áp lực đơn hàng từ phía đối tác, doanh nghiệp mong muốn được tái sản xuất. Hiện phương án tổ chức sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 đã được doanh nghiệp xây dựng và đang chờ được phê duyệt để có thể sớm hoạt động trở lại. Công ty cũng mong muốn là cái khôi phục sản xuất lại. Trước mắt là công ty cũng đang chuẩn bị đầy đủ những cái tiện nghi ăn rồi ở chỗ ở, rồi sau đó là các cái điều kiện được khôi phục sản xuất, cũng bây giờ được các ban ngành đến chỉ đạo hướng dẫn làm cái công tác chuẩn bị đón công nhân về khôi phục sản xuất. Được biết, trước thời điểm COVID-19 bùng phát, công ty có 2.299 người lao động. Trong phương án đề xuất, Du Feng dự kiến đón hơn 600 công nhân quay trở lại sản xuất. Đến thời điểm này, đã có 329 công nhân được xác nhận đủ điều kiện quay trở lại doanh nghiệp. Xưởng sản xuất này tạm thời được trưng dụng làm nơi lưu trú tập trung cho các công nhân. Khi quay trở lại sản xuất, bếp ăn cũng được bố trí đảm bảo giãn cách. Đặc biệt, các nhu yếu phẩm cũng được doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng để có thể đón công nhân sớm nhất. Ban đầu công ty xin đăng ký gần 800 công nhân, sau đó được ủy ban huyện chấp nhận đủ điều kiện được 326 người. Tất nhiên là không đảm bảo được cái dây chuyền sản xuất của công ty được. Chủ yếu là trước mắt là chủ yếu giải quyết được cái đơn hàng cấp bách nhất để xuất khẩu cho khách hàng. Khu ở tập trung này, nhà vệ sinh rồi sau đó khu cách ly rồi
sau đó ăn, nhà ăn rồi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đón công nhân về khôi phục sản xuất. Đối với doanh nghiệp Du Phang ấy, thì chúng tôi kiểm tra thực tế thì về cái cơ sở vật chất thì chúng tôi nhận định rằng là doanh nghiệp đã cơ bản đảm bảo. Thì bây giờ chỉ họ đang hoàn thiện cái chỗ mà cái nơi sinh hoạt của người lao động, cái chỗ nơi tắm giặt, thì chúng tôi cũng đang khuyến cáo doanh nghiệp là tiếp tục lắp đặt các thêm, bố trí thêm các cái thiết bị để đảm bảo làm sao đó cái nhu cầu của người lao động người ta sinh hoạt được. Thì chúng tôi xác định rằng là doanh nghiệp này chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ tiếp tục thực hiện, và khi nào mà họ chụp ảnh đảm bảo được cái yêu cầu đó thì chúng tôi sẽ trình trưởng ban để chấp thuận cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những kiện hàng trong kho đã bắt đầu cạn dần. Du Feng đã sẵn sàng để sản xuất ra những lô hàng mới trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, ngay sau khi đánh giá tình hình dịch đã cơ bản được khống chế, tỉnh đã ban hành kế hoạch đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tỉnh Bắc Giang cũng đã tạo điều kiện để các dự án đang triển khai đầu tư tiếp tục thực hiện các hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, đón chuyên gia, lao động kỹ thuật sang đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho công nhân. Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp về lưu thông hàng hóa, nguyên liệu, xuất nhập khẩu. Dù dịch bùng phát, tỉnh Bắc Giang vẫn đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động ở các khu công nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá cao, một số dự án nhà đầu tư vẫn làm thủ tục và được cấp phép ngay trong tháng 6. Tín hiệu vui là các nhà đầu tư lớn vẫn đánh giá tốt về môi trường đầu tư của Bắc Giang và đang tiếp tục có ý định khảo sát, đầu tư thêm nhiều dự án lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến xoài Úc ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa rớt giá mạnh, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Nội dung trên sẽ được chúng tôi đề cập trong bản tin Dòng chảy cuộc sống trưa ngày mai.